Trường hợp một chủ shop online đi phát tờ rơi dán hình một cô gái cho rằng là khách bom hàng với tiêu đề tìm khách bom hàng tại một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm dậy sóng dư luận. Trước rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra về việc làm này, mới đây cô gái trên tờ rơi đã có lời phân trần. Sáng ngày 29 tháng 6, chị NLC, nữ khách hàng trong tờ rơi, địa chỉ tại Tây Hồ, Hà Nội cho rằng không phải chị có thái độ thách thức chủ shop mà là chị chỉ còn cách im lặng vì biết rằng mình không thể đấu được với cộng đồng mạng. Lý giải về việc không nhận hàng của chủ shop TH, chị C cho rằng trong quá trình giao và nhận hàng đã có những rắc rối xung quanh việc này. Chị C đặt mua hàng của shop anh TH nhưng vào thời điểm trên anh TH lại đang ở bên Thái Lan. Chị C có hỏi thông tin thời gian ship nhưng không thấy chủ shop trả lời. Lúc này, chị C ghi địa chỉ nhận hàng tại nhà. Vào thứ hai, tức là ngày 24 tháng 6 vừa qua, bên vận chuyển đã liên lạc với chị C vào giờ hành chính, nên chị C đang đi làm tại cơ quan và không thể nhận hàng. Vì khoảng cách từ nhà đến cơ quan chị C khá xa nên ship không đồng ý, do đó chị C có hẹn giao hàng lại. Sau đó ship có đến giao lại, nhưng lại là một người ship khác, nên khi nhìn thấy nhiều cuộc gọi lỡ của nhiều số cùng lúc, chị C đã không biết đâu là số của người giao hàng. Chị C có liên lạc lại với chủ shop và nhờ bưu cục ship hàng vào cuối tuần, nhưng đơn vị vận chuyển này lại nghỉ làm vào cuối tuần. Nữ khách hàng tiếp tục liên hệ và mong muốn bưu cục giữ hàng để chị tự qua tận bưu cục lấy, nhưng bưu cục thông báo chị phải đến lấy trước 3 giờ chiều, trong khi chị lại làm hành chính. Sau khi nói chuyện, cho rằng chị C đã bùng hàng, anh TH quyết định dán tờ rơi để bóc phốt. Sau khi giải thích không được, chị C đã chọn cách im lặng. Cũng theo chị, có nhiều đoạn hội thoại giữa chị và chủ shop đã bị cắt đi và không được đăng tải. Chị C bộc bạch, số tiền 420.000 đồng không phải là một số tiền lớn vì một số rắc rối và tình huống nên đã xảy ra sự việc như vậy. Hiện tại sự việc đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nữ khách hàng này.